Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lính. Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức. Ai biết đến mình chắc hẳn là các bạn cũng biết da mặt mình trước đấy là bị mụn, vì mụn viêm, mụn mủ rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà giờ là hết mụn và trơn tru rồi. Trước đấy là mình là tự ti, không có dám đi ra đường, mà mình đi chữa khắp nơi, đi chữa ở bệnh viện Gia Liễu rồi lại vài cái chị mình cũng dùng cả, nhưng mà không có được, cuối cùng là bị nặng hơn mà bị nát mặt luôn á. Cuối cùng mình không có dám dùng cái chị cả, sau một thời gian sau có cái chị ở cạnh nhà, chị mới giới thiệu cho mình cái sản phẩm bạch không đớn nè. Thế là mình thì đâu mình cũng nói dạng dùng á, cho cuối cùng là mình cũng đánh liều, mình dùng thử, mình mua về để dùng. Các anh chị nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình, mình cũng chưa biết là dùng được hay không, nhưng mà sau một thời gian mình đã dùng, cuối cùng là da mặt mình đã hết mụn nạm ăn nhám và là hết mụn viêm mụn mủ, da mặt cải thiện lên rất là nhiều. Đấy, hiện tại là da mặt mọc của mình nhé. Sau khi mình đã biết đến sản phẩm bạch không đớn ý, rồi mình muốn giới thiệu cho tất cả các anh chị em đang bị mụn viêm mụn mủ thì hãy thử dùng cái sản phẩm này thử. Em thấy, theo em cảm nhận thì là rất là hiệu quả, và là em đã dùng được 3 năm rồi ạ. Em chân thành cảm ơn đến tất cả các nhân viên và sản phẩm bài không đớn đã mang lại cho em làn da trắng sáng, đều mau và hết mụn thấm nám nhé. Em xin chào tất cả mọi người.